À, chào các bác nhá. À, shop Tân Ánh chào toàn thể mọi người. À, trong chương trình hôm nay giới thiệu với các bác một cái sản phẩm mới phục vụ cho anh em đi săn ong, anh em trèo cây. Nói chung là phục vụ cho các bác là thợ bắt ong chuyên nghiệp dùng để trèo cây, hay là phục vụ cho anh em nào có nhu cầu trèo cây nhá. Đấy, trèo cây lấy nan này, hoặc là trèo cây bắt ong này. Đó là bộ dụng cụ đinh, chân đinh đế để giúp trèo cây nhá. Giúp trèo cây. Đấy, đây nhá. À, các bác nhìn kỹ này. Cái này ấy là chất liệu bằng sắt, bằng thép nhá, bằng sắt bằng thép. À, có sơn nhũ rồi. Có sơn nhũ rồi nhá. Đây. Cái này ấy là cái bằng ống tiêu nhựa để họ chụp vào để cho nó an toàn thôi. Cái này là cái đinh nhọn này, này đinh nhọn này. Đấy nhá, đinh nhọn này. Đấy, đinh nhọn. Đây nhá. Đây là cái bộ cái giúp, nói chung là cái để giúp trèo cây nhá. Cái nói là cái giày trèo cây, giày trèo cây nha các bác nhá. À, một đôi này là bó trong cái bóng như này các bác nhá. Bóng cái bóng này. À, hàng này là hàng gia công, hàng gia công của xưởng bên Trung Quốc các bác nhá. Các bác mua một đôi này ấy, thì sẽ được tặng một đôi găng tay. Đôi găng tay này nó là đôi găng tay bảo hộ lao động bình thường thôi, nhưng mà nó sẽ có tặng theo cho các bác một đôi găng tay này. À, hai dây để giúp các bác buộc. Còn cái dây này mà các bác mà có hỏng ấy, thì các bác sẽ phải tự tìm cho mình cái dây khác, có thể là chắc chắn hơn, hay là dây dù của các bác nhé. Như đây là cái phụ kiện đi theo cái bộ này. Cái bộ này gọi là bộ trèo cây nhé. Các bác lưu ý kỹ, bộ trèo cây. Các bác xem kỹ giúp tôi nhé. Có nhu cầu mua hàng thì alo cho shop theo số điện thoại mà tôi gắn bên cạnh tiêu đề ấy, hoặc là số điện thoại bên màn hình nhé. Số điện thoại trên màn hình. Các bác gọi trực tiếp tới nhé. Cái bộ này gọi là bộ trèo cây. Bộ trèo cây. Cái này tôi giới thiệu sản phẩm tới các bác nhé, giới thiệu sản phẩm với các bác, đó là có cái mặt hàng bộ trèo cây như này, bán một đôi này nhé các bác nhé, một bộ bao gồm một đôi. Đây. Thế còn tôi thì không phải là thợ trèo cây chuyên nghiệp, thì cái này thì tôi cũng chỉ hướng dẫn sơ sơ cho các bác về cái nguyên lý hoạt động của nó, nguyên tắc hoạt động của nó, hoặc là cái cách để các bác đi, các bác buộc thôi. Thế còn tôi không phải là thợ trèo cây chuyên nghiệp nhé. Đây. Đây là tôi là nhà bên đơn vị kinh doanh có sản phẩm giới thiệu cho các bác nhé. Đây, tôi đưa ra cho các bác ở ngoài cây để các bác nhìn thấy rõ này. Đây là bộ trèo cây nhé, bộ trèo cây. Và ví dụ như này, thì các bác nó sẽ khi các bác trèo ấy, cái nhàm trên này nó bám vào cây này. Đấy, các bác ấn xuống là nó sẽ móc vào đây, và cái nhàm dưới này nó sẽ tì xuống để giúp các bác đứng được nhé. Đấy. Nó là nó như thế này, đấy, nó như này, nó như này nhá. Nó như này. Thì như này thì các bác để trèo được ấy, thì các bác sẽ phải để chân vào đâu? Đây này. Các bác sẽ phải nhắm chân nó vào đây này. Vào chân vào đây. Đấy nhá. Các bác buộc như này. Các buộc như này. Buộc cho cái đế giày của mình ấy là nằm ở phía cái móm sắt này này, móm nhọn này. Chứ không phải buộc cái giày đây đâu nhá. Bởi vì đây các bác không lấy được. Đấy. Nhá các bác nhá. Mình phải buộc vào đây. Buộc vào đây. Một đây thì các bác trèo lên, các bác nhắm vào đây. Đây, ví dụ như này. À nha. Đây, nó như này. Đây. Các bác nhắm chân vào đây. Rồi, nhắm chân vào đây. Đấy. Nha. Ở đây là tôi chỉ làm thí dụ cho các bác thấy thôi. Chứ còn tôi thì không phải thợ trèo cây chuyên nghiệp. Cái này thì là do bên Trung Quốc họ thiết kế ra nhé. Thế cái này là cái bộ dụng cụ để giúp các bác leo trèo. Cái này thì không để leo trèo được nhé, để leo trèo được, để ứng dụng được cái bộ phận cái dụng cụ này thì các bác cũng phải cần nhiều kỹ năng nhé, cần rất nhiều kỹ năng. Và cái kỹ năng đấy thì lại phụ thuộc vào tùy từng bác nhé. Tôi là đơn vị kinh doanh, tôi chỉ biết là cung cấp cho các bác một cái bộ dụng cụ trèo cây như thế này. Còn các bác và dùng như thế nào, áp dụng như nào thì các bác phải tự nghiên cứu, áp dụng cái kỹ năng riêng của mình nhé. Mỗi người cũng có một cái kỹ năng riêng, chứ không phải là cái bộ dụng cụ này là cái đeo vào chân là ai cũng trèo được cây, ai cũng trèo được nhé. Cái này chỉ là cái bộ dụng cụ hỗ trợ các bác thôi, hỗ trợ cho các bác trèo cây tốt hơn nhé, an toàn hơn. Đấy. Thì cái kết cấu của nó là cái đinh này này, toàn là đinh nhọn, đinh sắt, nó ghim vào cây để cho các bác giữ được chân cho các bác nhé. Đấy. Thì đây là tôi là một đơn vị kinh doanh giới thiệu sản phẩm mới đến các bác, đó là cái bộ dụng cụ leo cây nhá. Bộ dụng cụ leo cây
Tôi bảo trước với các bác nhá, các bác mà các bác dùng thế nào thì phải phụ thuộc vào cái kỹ năng của các bác nhá. Trèo tốt hay không tốt, an toàn hay không an toàn thì phụ thuộc vào kỹ năng của các bác. Và các bác nào mà thấy nó chưa phù hợp ở điểm nào đấy thì mình có thể chỉnh sửa thêm, gõ, uốn, nắn thêm tùy các bác nhé. Nhưng cái này là nhà thiết kế đầu tiên và thiết kế ra như này. Đấy. Mọi thông tin các bác cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại bên cạnh màn hình hoặc là số điện thoại tôi gắn bên cạnh tiêu đề nhá. Hàng thì ship COD đi toàn quốc, một bộ chèo cây, đây bộ chèo cây như này nhá, sẽ có thêm cái phụ kiện đi theo, đó là dây buộc và một đôi bao tay, dây buộc một đôi bao tay nhá. Rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi, các bác cần thì alo trực tiếp nhá. Bộ dụng cụ chèo cây, đấy một bộ dụng cụ chèo cây bao gồm như này nhá. Mọi chi tiết các bác liên hệ trực tiếp sẽ gặp được anh em trong tổ tư vấn bán hàng, tư vấn cho các bác nhá. Rồi xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những clip sau nhá.